Rồi, xin chào các bạn nhé, xin chào các bác nhé. Trước hết là xin cảm ơn các bạn và cảm ơn các bác đã xem cái video này của chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn, giới thiệu với các bác một cái sản phẩm tiếp theo nữa của chúng tôi. Cái sản phẩm này thì trên trang web của chúng tôi đã đăng rồi, nhưng mà trên video thì chúng tôi chưa quay trực tiếp với sản phẩm này. Thì hôm nay có thời gian rảnh rỗi thì tôi sẽ quay trực tiếp cái sản phẩm này, xin giới thiệu với các bác và xin giới thiệu với các bạn. Đây chỉ là mang tính chất giới thiệu sản phẩm và là chính thôi. Trên tay tôi đang cầm đây chính là cái dạ dày nhím các bác nhé. Sơ bộ thì về cái dạ dày nhím thì có một số cái tác dụng chính như sau: một là chữa đau dạ dày, hai là chữa bệnh về trĩ, ba là chữa bệnh về thủy thủng cổ trướng. Thông thường thì mọi người hay dùng cái bệnh cái dạ dày nhím này để chữa cái bệnh trĩ và bệnh đau dạ dày. Hôm nay thì tôi cũng xin nói một số cách chế biến cái dạ dày nhím là như sau. Cái dạ dày nhím để dùng để chữa đau dạ dày ấy, thì các bác dùng cả nguyên cái dạ dày nhé. Thì các bác thái nhỏ ra, xong đó các bác cho lên chảo, các bác đảo rang khô lên, rồi các bác cho vào cối nhé, rang giòn lên các bác cho vào cối, các bác giã thành bột, hoặc các bác mang đi các bác tán bột cũng được. Đấy, thường thì mình cứ chế biến thủ công thì mình giã ra cũng được mà. Sau đó thì mình sẽ trộn với mật ong nha. Mình giã nhỏ ra, mình trộn với mật ong, và một ngày thì vào buổi sáng và buổi tối mình có thể dùng từ 2 đến 3 lần, một ngày mỗi lần một thìa bằng cái thìa cà phê nhé. Tôi sẽ cho các bác xem cái thìa. Với cái loại thìa này thì các bác dùng khoảng tầm nửa thìa này là được nhé, tức là bằng, nếu mà các bác gạt đấy thì nó khoảng bằng miệng cái thìa này đấy, dùng cũng được. Hoặc là cái thìa này thì các bác cũng dùng non miệng cái thìa này nhé. Đơn giản vậy thôi. Thì một ngày các bác nên dùng tầm 2 đến 3 lần nhé. Đấy, dùng vào buổi sáng này, rồi buổi tối này, rồi dùng vào cái lúc mà các bác thấy cảm thấy nó hơi đau dạ dày một chút ấy, thì các bác dùng luôn thì rất là tốt đấy nhé. Đấy là cái cách chế biến về cái việc chữa đau dạ dày. Còn cái việc chữa trĩ ấy, thì các bác cũng dùng tương tự như vậy nhé, nhưng có một điều hơi khác là các bác dùng cái dạ dày nhím này, các bác xào nhỏ này, tán nhỏ ra, xong đó là các bác cắt nhỏ ra này, rồi cho lên chảo các bác rang, xong nó cũng giã nhỏ ra, rồi các bác để nguyên cái bột đi nhé, không trộn mật ong mà các bác dùng cộng với lại bác mua cái hoa hòe về, các bác nấu thành nước và dùng cái nước ấy để uống với lại cái dạ dày nhím này. Đó. Thay uống nước lã và thay không dùng mật ong. Còn thì dùng cái thủy thủng cổ trướng ấy, thì một số cái phương pháp là người ta dùng cái này, cái dạ dày nhím này, các bác xào ra, cũng cắt nhỏ ra, xong là xào cháy rồi tán nhỏ cho uống, thì cái bệnh thủy thủng và cổ trướng thì thấy ít người dùng cái này. Thông thường thì dùng cái dạ dày nhím này để chữa về bệnh đau dạ dày và bệnh trĩ. Ngoài ra thì còn một số cái bệnh khác nữa nhưng mà chúng tôi cũng chưa được cập nhật. Thì các bác có nhu cầu đặt hàng cái dạ dày nhím này thì liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại đang hiện trên màn hình của các bác ấy, 0932 340 345. Hơn nữa thì chúng tôi cũng mong là các bác mà có cái cách chế biến khác về cái dạ dày nhím này thì cũng cho chúng tôi biết để chúng tôi đăng tải cho mọi người biết, để mọi người dùng cái dạ dày nhím này nó hiệu quả hơn. Rồi, xin cảm ơn các bác đã xem cái video này của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.